khu trống, ví dụ các dụi trống, cái gì đó. Cái này là gì đó. Sao? Giống yên xe đạp quá. Cái này đâu sao đâu thành tròn. Nó đánh chống điện.
Oh yeah. Itta di. Oh, thử đây, thử cho ổn quá. Cái mic quay lại đây, quay lại cái mic. Cái mic này. Những cái thời cổ xưa. Thời mà sinh ra từng một sinh viên. Ừ, cái mình cũng có người ta là kiểu như vậy. Ừ, cái bộ ngộ hàng trăm đồng, 95 đồng, 95 đô ngộ. Nó dài sọc mà nó
dễ đang gặp lại sự ồn ào dưới trời. No worries. No, he had a really good.